Xin chào cả nhà. Bây giờ là 8 giờ tối rồi, em đang chuẩn bị nấu đồ ăn sáng cho ngày mai này. Vì cái món này á còn nhiều thời gian. Đây, sáng mai nhà em ăn bò kho này. Nấu từ tối hôm nay là sáng mai dậy ăn. Em đã chuẩn bị gia vị các thứ hết rồi. Nó có cái gói mà bột gia vị bò kho này tiện lắm. Thịt bò em cắt với rửa sạch rồi, bây giờ em ướp gia vị trước à. Cái chỗ thịt này là hơn 1,5 kg đâu, gần 2 kg á, tại vì ngày mai bọn trẻ con nghỉ học á, nên là mẹ chồng em mua nhiều, nấu cho bọn trẻ con ở nhà ăn luôn. Cả nhà ơi, mình ra ngoài hàng tạp hóa mình mua cái gói gia vị vào kho sẵn này này, rồi về mình đổ và mình tẩm ướp thôi. Hạt nêm này, nước mắm này, cho một chút xíu rồi ăn vào. Bây giờ ướp trước một thời gian đi để cho nó mềm ngấm gia vị ngon hơn. Em đã chuẩn bị sả, tỏi, gừng, hành, băm hết rồi. Bây giờ em chờ dầu nóng rồi xào thơm à. Có bỏ sả cắt khúc và nữa này cả nhà. Có nhiều bạn ấy, lúc mà mình nấu này có thể băm thêm cả ớt nữa, nhưng mà nhà mình nấu để sáng mai ấy, cho bọn trẻ con, nó trẻ con ở nhà nghỉ học nên cho bọn trẻ con ăn luôn, nên là nhà mình không có ớt. Đến lúc ăn ở ngoài người lớn mình cắt ớt vào sau thôi. Bò kho này nấu mềm, mấy đứa nhỏ nó thích lắm. Và thịt bò mình xào săn rồi này. Thịt bò ấy mình mua cả cái phần, có cả phần thịt với cả phần gân á, đến lúc mình nấu lên mình ăn ngon, có phần mỡ nữa, chứ đừng có mua thịt thăn không, mua thịt thăn không rồi nấu ăn kiểu bị khô lắm cả nhà ơi. Rồi thịt bò em xào săn rồi, em chuyển sang cái bếp bên cạnh, nồi bên cạnh để nấu này. Em đã chuyển sang cái nồi bên cạnh rồi, mình cho nước vào. Bạn nào mà muốn nhanh giống em ấy thì nấu nước đun sôi xong rồi đổ vào luôn, là nó sôi nhanh hơn. À, bây giờ để bếp này để nó sôi thôi. À, sôi luôn rồi này. Lúc nó sôi lên rồi mình giờ mình hớt bọt này. Mình bỏ những cái phần bọt mà nổi lên bên trên này đi. Khi mà em đun trên bếp ga được 5 phút, em chuyển sang nấu bếp điện. Giờ mình bật ở chế độ hâm, mình nấu tầm 15 phút là mình tắt điện rồi, là đi ngủ thôi, sáng mai là có bò mềm rồi. Cả nhà ơi, nay đã là sáng thứ bảy rồi cả nhà. Bây giờ em cắt cà rốt để bỏ vào kho cho nó mềm nha. Rồi để nấu cung này. Sáng sớm thịt bò nó mềm rồi. Giờ mình bỏ cà rốt mình nấu tầm 30 phút, hơn 30 phút tí cà rốt mềm nó là ăn được rồi.
Hồi nãy em đi chợ mua bánh mì về rồi thì là bò kho với cả cà rốt đều mềm hết rồi. Bây giờ em chuẩn bị ăn sáng này. Mình bỏ miếng hành tây, có rau mùi này, rau cần này, ngò ôm mà ngò gai này, bỏ vào đây. À, vậy là xong rồi đó. Rau ăn kèm này, có rau húng quế, rau ngò gai, đấy, rau ôm. Ở ngoài Bắc em với rau ôm gọi là cái rau này này là rau ngổ cả nhà. À, nhìn hấp dẫn chưa? À, cái phần này là em chuẩn bị cho cha em ăn, được bọn trẻ con chưa ngủ dậy nữa. Em bỏ một ít ớt, cả một ít tiêu xay nữa là xong rồi cả nhà. Rồi bánh mì buổi sáng em mới đi mua về này, còn nóng hơn lắm, nóng giòn lắm. Bò kho này mình ăn cùng với muối ớt là ngon rồi. Cha em đang chuẩn bị muối ớt rồi. Rồi, nhìn hấp dẫn chưa? Lâm thì mới ngủ dậy sau nên là bây giờ mới chuẩn bị bò kho cho hắn ăn này. Còn nhà mình người lớn thì đã ăn trước hết cả rồi. Hôm nay đây là sáng thứ bảy rồi cả nhà. Vậy là gần kết thúc một tuần rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của em. Hãy nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ cho em nha. Xin chào mọi người.